Netizen suýt xoa trước sau anh quần nhân điển trai hoa ngữ ở loạt phim sắp lên sóng, hoàng cảnh dù phù hợp nhất nhưng lại bị vướng phốt. Không hẹn mà gặp, hàng loạt dự án về cảnh sát, quân nhân đang trong quá trình sản xuất và chuẩn bị đổ bộ màn ảnh Trung Quốc trong thời gian tới. Hình ảnh các soái ca trong bộ quân phục cảnh phục đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến hội chị em thi nhau xin lấy làm chồng. Vương Nhất Bác trong Băng Vũ Hỏa, Lý Dịch Phong trong Chỉ Huy Vào Vị Trí, Trần Tinh Húc trong Chỉ Huy Vào Vị Trí, Bạch Kính Đình trong Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Hoàng Cảnh Du trong Quân Trang Thân Yêu, Dương Dương trong Đặc Chiến Vinh Diệu. Thật khó có thể chọn ra ai mới là người hợp nhất trong bộ quân phục. Nhiều cư dân mạng đánh giá Vương Nhất Bác và Trần Tinh Húc rất có thần thái, Dương Dương và Lý Dịch Phong quá đẹp trai, còn Bạch Kính Đình đem lại cảm giác hoài cổ. Riêng Hoàng Cảnh Du đã quá quen với hình tượng quân nhân trên màn ảnh. Tuy nhiên, xì căng đan bạo hành của anh làm công chúng mất cảm tình. Một số bình luận của cư dân mạng. Trong các bộ phim kể trên, Đặc Chiến Vinh Diệu đã đóng máy từ lâu, còn các bộ phim khác vẫn đang trong quá trình sản xuất. Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Vương Nhất Bác, Lý Dịch Phong, Trần Tinh Húc, Bạch Kính Đình, Hoàng Cảnh Du, Dương Dương. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.